Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Khiếu kiện hành chính có xử phúc thẩm hay không. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ nói về thế nào là khiếu kiện hành chính. Sau đó chúng ta sẽ nói khiếu kiện hành chính có xử phúc thẩm hay không. Các bạn chịu khó nghe nha. Hôm nay giọng tôi nó chắc chuẩn bị dầu rồi cho nên nó khàn. Đùa với các bạn tí thôi. Thời tiết mấy bữa nay xấu quá cho nên nó làm cho người mình nó cảm. Các bạn cố gắng nha. Vậy thì khiếu kiện hành chính là gì? Hôm nay ông hai bên, ông A ổng mới đi lên ủy ban nhân dân xã, ổng làm cái hồ sơ tặng cho đất của ổng cho con. Và sau khi mà tặng cho thì ủy ban nhân dân xã nói: ủa, cái đất của ông á là hiện tại là cái nhà liền kề họ cũng cấp sổ. Thế là ổng phát hiện ra cái việc đất của ổng mà phía bên kia, phía bên nhà hàng xóm cấp lần một, nhà nước cấp một lần hai giấy thì ổng sẽ xin hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái việc mà mình đi ra tòa để kiện ủy ban nhân dân yêu cầu là quyền sử dụng đất là của tôi và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên kia, đó là khiếu kiện hành chính. Một cái ví dụ thứ hai tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn. Ủy ban nhân dân quận huyện giải quyết tranh chấp giữa ông X và ông Y. Ông X ổng ở trên đất khoảng chừng 20 năm. Và sau đó thì ông A ổng yêu cầu ông X trả lại. Hai người bà con họ hàng. Tuy nhiên rằng là ông không trả. Thì sau khi mà hòa giải tranh chấp, các bên đã đưa ra ủy ban nhân dân xã và ủy ban nhân dân quận huyện cùng cấp ban hành cái quyết định hành chánh. Trong quyết định hành chánh nói gì quý vị và các bạn biết không? Trong quyết định hành chánh buộc ông X phải có nghĩa vụ trả đất lại cho ông Y. Không quý vị, ông không chấp hành. Ông không chấp hành, ông khiếu nại ra tòa. Ông yêu cầu, bây giờ ông khiếu nại ra tòa, ông yêu cầu hủy cái quyết định hành chánh. Ông cho rằng là nguồn gốc đất này là của ông cố tôi, cũng là ông ngoại của ông này, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì tôi có cái quá trình quản lý sử dụng qua các thời kỳ và tôi được cấp giấy. Đó là một cái ví dụ thứ hai về quyết định hành chính. Cái này rõ nhất là quý vị và các bạn. Cái này rõ hơn. Năm anh chị em trong một gia đình thì có một người con cả ở trên đất. Thì sau khi ba mẹ chết, mình người phong tục người Á Đông mà không có tranh chấp gì hết. Tự nhiên bữa dỗ kỵ lại phát hiện ông con trai trưởng ông bảo là: ủa gì nhà này, nhà giờ đâu có còn là nhà của ba mẹ đâu, nhà này nhà của tao đó. Thế là các bên tranh chấp, trong trường hợp này tranh chấp thừa kế, tuy nhiên hủy cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng của nhà của ông A đó quý vị. Như vậy thì vừa thừa kế vừa hủy giấy. Vậy nha quý vị và các bạn, trong ba cái ví dụ đó, trên tôi đưa cho quý vị và các bạn những cái khiếu kiện hành chính liên quan đến việc thu hồi giấy, liên quan tới việc tranh chấp đất đai. Các bạn ạ, thì tất cả những cái việc đó được xem là nếu chúng ta khởi kiện lên tòa thì đối tượng bị kiện đó là ủy ban nhân dân, cái người ban hành cái quyết định, cái người mà cái cơ quan mà cấp giấy. Các bạn ạ, thì có thể hiện tại cấp giấy thì thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh.
Như vậy tạm thời quý vị và các bạn hiểu thế nào là khiếu kiện hành chính rồi ha. Chúng ta không đồng ý, chúng ta khởi kiện đến tòa và yêu cầu tòa với cơ sở pháp lý này, với chứng cứ kia, cho rằng cái việc mà Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện hay là thành phố gì đó ban hành cái quyết định hành chính, có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông kia ảnh hưởng hợp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta, và chúng ta kiện hủy, đa số là kiện hủy. Có một số trường hợp gọi là kiện để nâng giá đền bù, thì tạm thời tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn trong những ngày dài để lâu hơn nữa. Trở lại vấn đề, vậy thì cái khiếu kiện hành chính này có sự phúc thẩm hay không? Thưa có. Cấp Ủy ban Nhân dân tòa đó, người ta khiếu kiện ở tỉnh, tòa tỉnh, thì lần đầu tiên thì cấp tỉnh sẽ xử sơ thẩm. Thì xử sơ thẩm một vụ kiện hành chính nó cũng giống như những cái vụ kiện dân sự, về mặt trình tự thì nó tuân theo cái quy định của một bộ luật tố tụng hành chính. Nó có đối thoại, nó có thu thập chứng cứ và có rất là nhiều những cái thứ khác. Tuy nhiên rằng là nó cũng có những cái thu thập chứng cứ của tòa, tòa sẽ tự mình tìm, hoặc là bên bị đơn sẽ cung cấp, hoặc là nguyên đơn sẽ cung cấp, giống như một cái vụ kiện dân sự. Tuy nhiên là trình tự thủ tục nó hơi khác một tí xíu, có một cái công đoạn gọi là đối thoại các bạn ạ. Và sau khi tòa tuyên bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là của chúng ta đó, thì vẫn giữ nguyên cái quyết định hành chính số 1 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân quận 3 đi, thì chúng ta sẽ kháng cáo. Trong cái kháng cáo này chúng ta sẽ trình bày, và như vậy thì cái cấp phúc thẩm của tòa án sẽ xét xử phúc thẩm. Nếu như các bạn xem một cái vụ kiện dân sự bình thường thì vụ kiện hành chính nó vẫn vậy các bạn ạ. Ở trong cái vai trò này thì không phải riêng nguyên đơn các bạn ha, không phải riêng là nguyên đơn kháng cáo, mà có trường hợp bị đơn kháng cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan kháng cáo, nó giống như một cái vụ kiện dân sự bình thường. Hy vọng rằng là câu trả lời của tôi sẽ trả lời một bạn đọc, mà cũng là nâng lên cái kiến thức pháp luật của những người dân Việt Nam với ước ao, với khát khao một cái sân chơi dân ta phải biết luật ta nhân rộng lên. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy chương trình của tôi hay, chương trình của tôi có hữu ích, thì chúng ta hãy đưa cái những cái trang YouTube giới thiệu đến bạn bè, những người thân quen của chúng ta, để có những cái vướng mắc về pháp luật, để họ hiểu thêm những quy định của pháp luật. Chương trình của tôi vẫn có live stream vào lúc 19:30 hàng ngày các bạn ạ. Nếu như trong trường hợp cái ngày live stream đó mà quý bạn đọc có những cái câu hỏi mà chat ở trên luồng live stream thì tôi sẽ trả lời trực tiếp các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành.